chị. Em là Phương phải không? Dạ đúng rồi, em Phương đây. À, con chào bà. Anh lại mời chị vô. Dạ. Nhân vật đặc biệt của chúng ta hôm nay là bạn Phạm Phương Toàn. Tên thường gọi ở nhà là bạn Phạm Phương, 24 tuổi. Phương hiện đang là ca sĩ của đoàn Lô Tô Hương Nam. Phương hiện sống cùng bà nội trong một căn nhà nhỏ trên đường Trần Quang Khải, quận Nhất. Bận rộn với công việc diễn xuất, biểu diễn và tập luyện, nhưng Phương luôn dành cho bà những tình cảm và yêu thương. Xin được mời quý khán giả hãy cùng theo chân MC Miko Lan Trinh đến thăm cuộc sống của hai bà cháu Phương như thế nào nhé. Rồi, con chào bà, con là Lan Trinh. Chào cô Lan Trinh. Dạ, cho con hỏi là trước giờ bà có thấy em đi diễn, bà thấy em trên TV chưa? Có coi TV thấy em chưa? Cũng có thấy gì, nhưng mà ít có coi lắm. Vì tôi bây giờ 80+ tuổi rồi, dạ, mắt mũi cũng hơi kém. Mà cũng có coi một chút. Cũng có coi, cũng có coi. Coi xong rồi thấy sao? Thấy thì nó đẹp vậy thôi. À, nó giả gái rồi nó đẹp. Bình thường bà có thấy em đẹp không? Đẹp, vì má nó hồi xưa nó cũng đẹp lắm cô. Má nó là tóc dài tới đây, mặt chữ điền á, con biết rồi. Đàn bà mà mặc chữ điền đó đẹp lắm. Đàn bà mặc chữ điền nhìn mạnh mẽ hả? Mạnh mẽ mà đẹp gái lắm, mảnh mai lắm. Em có nhớ hình ảnh của mẹ em không? Không. Nó có cái hình ảnh bà nó với má nó chụp chung thôi. Chứ nó có thấy mình còn nhỏ lắm đó cô. Nhưng mà hồi đó là sao ạ? Hồi đó tại hai ông bà tôi cũng không hiểu sao mà hai đứa nó giận nhau, cũng thương nhau lắm. Tôi đâu có cứ hỏi gì đâu, thì hai đứa thương nhau lấy nhau thôi. Sanh mới có 3 tháng cái nó bỏ đi. Rồi hiện tại bây giờ ba mẹ em? Ba là mất rồi. Ba nó mất rồi. Ừ, còn mẹ bây giờ nói chung là giờ cũng nói chung là kiểu như là cũng mất rồi. Tại vì biệt vô âm tính là không biết tìm ở đâu á. Biệt vô âm tính là không biết tìm ở đâu á. Ba em mất hồi em mấy tuổi? Em nhớ là hồi học lớp 2. Cũng lâu rồi. Lâu lắm rồi. Còn với mẹ em là em có giận không? Đối với em là không tồn tại. Sau này em lớn em ra xã hội, em đi làm việc hay là em giúp rất là nhiều những mảnh đời khác. Em thấy cái tình một từ đó cũng người ta thiêng liêng rồi. Có lời một lần nữa lại đây bắt bà nội bà ngoại bắt về. Ba nó không cho. Hồi đó ba nó còn sống. Ba nó nói thôi muốn lấy chồng lấy đi. Còn tôi con tôi nuôi. Vài năm sau rồi ba nó bệnh, ba nó chết. Từ đó trở đi là cũng không? Không có liên lạc gì hết. Không có gặp. Không có lập má nó luôn, tới giờ bà ngoại nó cũng không có luôn. Nếu như mà em nghĩ là em lên TV càng nhiều hơn, hình ảnh của em mọi người biết đến nhiều hơn. Em nghĩ là mẹ em có biết đây là con trai mình? Không, em nghĩ là không. Từ nhỏ đến lớn đến giờ là không về thăm đến cả một lần. Thì làm sao mà biết mặt? Cô biết làm sao mà còn nhớ mặt con mình nữa đây? Là nó ở Đầm Sen á. Má nó lấy chồng Đài Loan, gặp thứ hai đó. Nhỏ nó nói má nó tình học. Ông sao em không về thăm con em? Chị hai về nói với má là em bỏ một tí luôn, là bỏ thằng này luôn. Còn bà ngoại thì? Bà ngoại thì không biết ở đâu. Không liên lạc. Nói chung liên là lạc. Bên ngoài là không hoàn toàn có liên lạc gì hết. Vậy hồi xưa hai bà cháu là nuôi nhau, ở với nhau? Ở nhau. Chứ cũng nói nào ngay tôi thì già rồi, tôi có làm gì ra tiền. Thì cũng nhờ mấy cô nó cho cái này một chút. Bác nó cho cô nó cho tiền nữa để mua sữa. Hai bà cháu ở với nhau, nuôi nhau như vậy là được các cô giúp, có thời gian nào khó khăn không? Có nuôi thì cũng có nuôi, cũng có vô bệnh viện rồi này kia chút đỉnh. Nhưng mà tôi thì nói nặng ngay, tiền bạc không có nhiều. Rồi bận chút rồi cô nó cho một chút. Lúc đó bà nó có đi làm đau chứ. Có đó, có đi làm. Tôi mới nghỉ chừng một năm nay thôi. Làm gì ạ? À? Đi bưng củ tiếu này kia, giữa chén giữa này giữa kia cho người ta đó. Chứ mình đâu có làm chuyện gì nặng quá. Ừ, bây giờ chừng Toàn đó mà có tiền chút đỉnh rồi nó biểu tôi nghỉ đi. Nội giờ lớn tuổi rồi, nội bận hoài cũng vậy thôi. Em tìm được tiền lần đầu tiên là mấy tuổi? Em lúc đó như là em khoảng 15 sao. Wow, lúc đó mình làm gì ra tiền? Trước em có phụ trách bên nhà thiếu nhi, xong rồi cộng tác bên đội tuyển sân ca của nhà thiếu nhi. Thì những cái tiền về dựng bài rồi đi múa, đi hát này từ ngày xưa là đã có tiền rồi. Nó tự anh tự diễn rồi. Nó tự anh tự diễn mình anh nó. Giờ tôi đâu có già rồi, tôi đâu có hoạt động gì cho nó được cái gì đó. Mà bà có phải là người hướng em đi theo văn nghệ hay là tự em? Không, tự em. Dạ. Em thích, em muốn làm gì em làm. Bà không có bè ép. Hồi nhỏ em có hay đóng giả với nhân vật rồi diễn hát cho bà coi? Trang ơi,
đi vô trong trường học đó nghe, là Trần Văn Ơn với Trần Văn Khải này là đứng số 1 á. Văn nghệ phải không? Văn nghệ. Tự hào lắm, mấy cô đó bây giờ còn nhắc nữa đó. Cái đó là lúc em ngoan, còn có lúc nào trong quá trình lớn lên rồi em cãi lời bà làm bà buồn không? Cũng có chút đỉnh chứ cô, làm gì khỏi. Bà có nhớ không? Ừ. Nhớ lúc nào? Ngủ nghịch thì mình rầy nó vậy thôi. Em nhớ là lúc đó là học cấp 3. Lúc đó là lớn rồi. Em xin đi chơi, là không cho đi. Đức biết một mực là không cho đi, tại vì nhưng mà giữ cháu dữ lắm mà. Tiền em mà em kiếm được rồi, tự em quyết định được không cho đi. Trong những khoảng thời gian đó là em đi mấy tháng trời mới về tới nhà. Bỏ nhà. Bỏ nhà đi luôn mấy tháng trời. Trời ơi, bà ở nhà có khóc có buồn có lo gì? Có buồn có đi kiếm. Đi kiếm rồi mới sao giờ. Cũng một thời tuổi trẻ hoang dại ha. Rồi về có ân hận không? Có, ân hận một khoảng thời gian cũng dài. Mình sẽ từ từ tìm hiểu về Phương hay là con tên khác là Toàn sau đi. Còn bây giờ là Miko đang muốn biết là hình ảnh của Tý trong mắt bà là ngoại hình sao, sở thích em sao, tính tình em sao? Nó thì nó cũng quảng đại với tôi lắm. Quảng đại? Quảng đại là cũng như thể là nó thương tôi, nó quý tôi. Dạ. Nó đủ thứ tôi hết á. Rồi chăm sóc bà sao? Chăm sóc thôi cũng được. Như lúc trước tôi cũng đi vô nhà thương nằm ít tuần lễ, nó cũng chạy vô chạy ra. Nó không có thì giờ đi vô trọng tâm á. Dạ. Thì nó đâu có ở vui tôi được, thành là mấy cô nó nhờ mấy cô nó nữa. Hai bà cháu có hay tâm sự kể cho nhau nghe chuyện này chuyện kia? Có chứ, có kể hoài, kể nói hồi đó ba con sao, má con sao, kể đủ thứ hết trơn. Nói hồi nữa gặp cho người đó gì vậy vậy, giúp đỡ cho con vậy đó. Bà có thấy ai mà em quen mà bà thấy không tốt, bà không muốn cho quen không? Đúng sự thật, đúng. Cái nào không muốn là tôi nói cái đó bà không thích đâu, con đừng làm, làm không có tốt. Xong em có dẫn ai về giới thiệu với bà đây bạn con này nọ? Có chứ, nhiều khi nó cũng dẫn bạn nó về đây hoài chứ. Con trai hay con gái? Con trai cũng có, con gái cũng có. Con gái là bạn thân hả? Con thân. Còn mấy con trai dẫn về giới thiệu bà sao? Người yêu. Rồi bà nghe vậy bà nghĩ sao? Bà thấy lạ không? Thấy hơi lạ, nhưng mà cũng rầy chứ. Cũng rầy, cũng nói chứ. Vậy không có tốt đâu, con đừng làm vậy. Hồi nhỏ giờ bà có đánh em thế nào? Có, nói chung là cũng đánh, cũng hư lì đánh nhiều lắm. Đánh là hồi nhỏ đó kìa. Chứ bây giờ không có. Tại cái thời đó anh hay đi tò mò, nó kiểu mình thích đi chơi khuya. Là cứ ai đủ đi là đi à. Đó, về nhà bị ăn đập. Có bao giờ hai bà cháu ngồi tâm sự mà khóc với nhau không? Có chứ, không có khi cũng khóc quá chừng luôn. Nhiều khi nó nói nó không có biết nghe đó. Cái mình cũng tức giận, mình cũng khóc chứ. Bà thấy em giả gái nè. Bởi vì cái phần số của nó như vậy rồi, phải chịu như vậy thôi. Bây giờ em không có ép buộc nó được. Tôi không bao giờ tôi ép buộc đứa nào hết trơn. Bà biết em Tý có xu hướng đặc biệt á từ lúc nào, từ lúc em mấy tuổi? Từ nó học ở trường Trần Văn Khải đó. Sao vậy bà? Thì nó vô trường nó ưa hay múa hát, mấy cổ khen lắm á. Mấy cô giáo khen sao bà? Thì mấy cô giáo nói là chắc nó có phiếu lắm đó, giữa sao cho nó học cái nghề đó đi bà, vậy đó. Ngày xưa là theo xu hướng dancer trước, xong mới chuyển sang ca sĩ. Nhưng mà nó cũng không có liên quan gì tới chuyện là bà nghĩ là em không phải là con trai hoàn toàn bình thường như một người con trai khác. Dạ gái chứ cũng tính là nó cũng như là con trai vậy thôi. Còn em về em giải thích cho bà nghe. Em nói là cái giới tính của em đã là như vậy rồi, đã là giới tính thứ ba rồi. Em có xu hướng chuyển giới nữ. Và trong bản thân em cũng có kiểu là em muốn chuyển đổi thành hoàn toàn là con gái. Bà nghe vậy bà thấy được không? Bà thấy đồng ý không? Thấy thì cũng đồng ý, nhưng mà cái chuyển giới là không được. Không cho. Không đi thể lang rồi sửa rồi này kia. Thôi cũng chịu. Bà thì vẫn luôn dịu dàng với em. Đúng. Bà không đặt cái áp lực lên em. Nhưng mà cái quan trọng nhất của một người trong gia đình là gì? Đó là quan tâm lo lắng cho nhau. Bà ơi, con cảm ơn bà đã trò chuyện với con. Con chúc cô bà nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ. Cuộc trò chuyện với bà đã giúp MC và khán giả hiểu hơn về cuộc sống và những khó khăn của hai bà cháu. Nhưng hơn hết, bà vẫn rất tự hào về cháu trai của mình. Chia tay bà với những điều còn lăn tăn, MC và Phương đã có cuộc trò chuyện riêng sâu sắc hơn về công việc, ước mong và cuộc sống của Phương. Để ý nãy giờ chị thấy mặt em có nét khó. Cái này là cái nét tự nhiên trên mặt mình hay là tính của mình khó thiệt? Gương mặt mình nói chung là người ta nhìn vô người ta sẽ nói thứ nhất là chảnh, thứ hai là khó chịu, thứ ba là khó gần. Con người của em cũng nói chung là cũng khó khăn trong nhiều vấn đề lắm.
từ nhỏ có ai ăn hiếp em, bắt nạt em gì nọ? Có chị, rất là, nói chung là cũng bạn bè kiểu đi học nên đi kia nọ, từ cứ lấy lấy xong mình đánh lại thôi. Đánh nhau luôn? Hồi nhỏ đánh nhau nhiều không? Ờ, có một trận đánh nhau lớn nhất là em bị đình chỉ học 3 ngày. Mình nhận thấy mình khác biệt với bạn bè bình thường á là từ cái gì, là từ lúc nào? Thứ nhất là sự khác biệt là tính cách nè, cách ăn nói nè, kể cả cách mình đi lại mình cũng đã thấy khác người ta rồi. Nó như thế nào? Kiểu như mà mình trong vai trò của mình là một người con gái, nhưng mà mình muốn mình là một người con gái mạnh mẽ, mình vẫn chơi những trò chơi của con trai. Ví dụ như tính thấy ba như em đi, thay vì mấy đứa đó coi búp bê, chơi búp bê hay là chơi đồ hàng, em đây không, em biết tê đó anh, chung là những trò bạo lực của con trai. Em sẽ lạo vậy, nhưng trong một vai trò em là một đứa con gái trong cái nhóm bạn đó, muốn được nguyên một đám bảo vệ em. Có nghĩa là muốn làm con gái, nhưng mà thuật ngữ bây giờ là không phải muốn làm bánh bèo. Đúng. Không có muốn yểu điệu. Đúng rồi. Kiểu là mình phải có cá tính riêng của mình đó. Có nghĩa là đi sâu vô, có là cái sự mong muốn nó còn rất là cụ thể hơn bình thường nữa. Có nhiều bạn là yểu điệu hẳn luôn. Đúng rồi. Thì cần dễ nhận ra. Vậy thì tại sao em có thể xác định được là... Em xác định lúc đó em là con gái thì lúc em học cấp 2. Trong một khoảng thời gian em bị trầm cảm nặng về vấn đề là bây giờ mình muốn chuyển đổi giới tính hay không. Từ cấp 2 là đã nghĩ tới rồi. Đúng. Có người nào ảnh hưởng tới em hay là tự mình tìm hiểu? Nói chung là tự em tìm hiểu nhiều về vấn đề đó. Tham gia một số về bên mảng cộng đồng của LGBT. Về những cái hội nghị, về những kiến nghị về người chuyển giới. Tham gia những cái hội trại đó thì em mới bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về vấn đề là chuyển đổi giới tính như thế nào. Cấp 2 em đã đi lén đi chích hormone. Cấp 2 là đã trầm cảm. Đúng rồi, mình đang đặt chấm hỏi là mình đang là cái gì đây. Mình làm con gái xong, rồi gia đình mình sao, bà nội mình sao. Mình làm con gái xong, mình có được hạnh phúc hay không. Em đã coi qua nhiều phim tài liệu về chuyển giới. Cuộc đời người ta rất khổ. Thì mình liệu mình có liệu lặp lại cái phận đời đó hay không. Rối lắm, nó chả biết làm gì hết. Khoảng thời gian đó là em bỏ nhà đi đó. Có tâm sự với ai không? Không. Có nghĩa là người ta không biết được sâu thẳm trong lòng em là cái vấn đề đó. Thì em có đi nha, qua nhà mẹ nuôi của em ở là ở bên quận 8 á. Mẹ nuôi cũng khuyên là bây giờ con đi như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nội. Thì con thôi con quay về đi. Bây giờ cái quan trọng nhất là con biết con muốn cái gì. Sau đó quay về và quyết định ngưng xài hóc môn một thời gian. Đúng, như kiểu là chuyển đổi muốn thành một người con trai bình thường. À, muốn về lại. Đúng rồi. Cho đỡ rắc rối hả? Cho đỡ rắc rối nhưng không được bao lâu. Tại vì cái khát khao làm con gái của mình nó mãnh liệt hơn rất nhiều thứ. Khát khao mình làm, mình có nhiều ca sĩ diễn giới nữ cũng thành công. Tại sao mình có tố chất mình không đạt được như vậy? Rồi, cái đó thì chị hiểu. Đó cũng là một phần tham vọng của em trong việc chuyển đổi giới tính. Lúc nãy nói chuyện với nội thì chị cũng thấy là nội không thích, nhưng mà có vẻ cũng không phải là ngăn cản quyết liệt. Không phải là ngăn cản. Nhưng mà em vẫn chưa có đi đến một cái quyết định mạnh mẽ đó là vì lý do gì? Em sợ khi mà em chuyển đổi giới tính về thì nội sẽ bị một cú sốc. Là vẫn lo cho sức khỏe của nội. Đúng. Đó là điều lo ngại đầu tiên của em. Khi em làm bất cứ một cái gì, kể cả việc em đi sửa hay là em thẩm mỹ lại mặt. Em đã từng sửa những cái bộ phận trên người của em rồi. Thì khi đó thái độ của nội như thế nào? Ban đầu thì cũng không có đồng ý cho lắm. Có nhiêu để dạy đi, sửa làm gì. Em có nghĩ tới cái lúc mà em làm nhiều khi về nhưng mà nội không thấy không? Nội không biết không? Chắc em nghĩ là không đâu. Nội biết, tại vì hai bà cháu ở là ngủ chung nữa mà. Còn những cái mảng khác thì em thấy bây giờ nó đã ổn định chưa? Em đi theo con đường mà ca sĩ hát ô tô cũng mới đây thôi. Lúc trước là em theo đuổi dòng nhạc pop ballad, liền hát phòng trà. Nhưng mà em cảm thấy là nó bị tù túng. Khi đến với nghệ thuật ô tô thì chị em trong đoàn đều giúp nhau. Họ có một sự cởi mở, cái gì cũng giúp nhau hết. Từ những món make up nhỏ nhất cho đến là những bộ áo dài. Khi mà em bước lên sân khấu ô tô rồi, em nhận lại rất nhiều thứ. Khán giả, tình yêu thương. Và kể cả việc em chăm lo cho gia đình cũng được nâng thêm một tầm mới. Thì tại sao mình không biết là phát triển và gìn giữ nó nhiều hơn. Bây giờ mình nói qua một cái mảng khác nữa là chuyện tình cảm. Thấy em khó như vậy thì không biết là cái người mà đáp ứng được những cái đòi hỏi của em trong chuyện tình cảm thì họ phải như thế nào. Em không cần gọi là cần một người để là quan tâm em 100% 24/24 giờ. Cái quan trọng là khi mà ở lại với nhau á, họ có nghĩ cho mình là trong mắt người ta. Em gặp người đó chưa?
Rồi thì cũng có rồi, nhưng mà người đó cũng đi xa. Cũng là sao ta? Làm mất. Ồ, lâu chưa em? Lâu, cũng 3 năm rưỡi. Nói chung là người đó là thương em nhất. Từ đó tới giờ thì mình đã nguôi ngoai với Thiên Ngọc và có người khác chưa? Chưa được, tại vì cái bóng của người đó quá lớn. Vậy thì hiện tại là mình chỉ tập trung chủ yếu vào công việc của mình thôi. Tập trung chủ yếu vào công việc của cho nội. Bình thường một ngày của em là làm cái gì? Bình thường một ngày sáng dậy là sẽ đi chợ, lo đồ ăn ở nhà, xong rồi bắt đầu đi tập hát. Chiều lại bắt đầu make up, đi show. Đi show giờ nhiều không? Một ngày ít nhất hơn 2-3 show sự kiện. Một ngày 2-3 show là cuối tuần hay là ngày nào? Ngày nào cũng vậy đó. Wow, là đi với đoàn thôi? Dạ, đi với đoàn. Bây giờ mình ghé qua cái chỗ mà em sẽ hát đi. Bây giờ em có lịch tập hay là lịch diễn gì không? Có, hiện tại em nhóm đang tập bài cho chương trình ngày mai.